Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thời gian gần đây, mưa lớn trút xuống tỉnh miền Trung Hà Nam và thành phố Thượng Hải bởi cơn bão số 13 đổ bộ vào Trung Quốc, làm vỡ bờ nhiều con sông lớn, khiến khoảng 12 thành phố ngập trong nước. Theo Reuters, đường phố của 21 thành phố ở miền Trung Trung Quốc ngày 24 tháng 9 đã ngập trong nước, trong khi nhiều hành khách tàu điện ngầm phải lội nước ngập đến hông tại các ga. Mưa lớn dội xuống tỉnh Hà Nam đã khiến nhiều sông lớn vỡ bờ, gây nên lượng nước lớn dồn về các thành phố. Hà Nam, một tỉnh đông dân đã hứng chịu các trận bão từ dịp cuối tuần, chưa có thương vong được ghi nhận. Nhưng cuộc sống thường ngày của tỉnh 94 triệu dân đã bị đảo lộn nghiêm trọng vì giao thông bị gián đoạn. Tại Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam bên bờ sông Hoàng Hà, lượng mưa hơn 200mm đã đổ xuống trong một giờ đồng hồ, buộc thành phố phải dừng tất cả các tuyến tàu điện ngầm. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân lội trong nước lũ đầy bùn tới hông trong một đoàn tàu điện ngầm, trong khi các ga chạy ngầm trở thành các hồ nước lớn. Các tuyến giao thông đường sắt, hàng không bị đình chỉ hoặc hủy chuyến. Tại Nhữ Châu, thành phố ở phía tây nam Trịnh Châu, đường phố biến thành dòng nước xoáy, cuốn trôi xe hơi và phương tiện. Ngoài ra, sông Y đang dâng mực nước, đe dọa sẽ ảnh hưởng tới hang đá Long Môn, di sản thế giới UNESCO với những bức tượng Phật tuổi đời hàng thiên niên kỷ được khắc trên vách đá vôi gần thành phố Lạc Dương. Giống Long Môn, chùa Thiếu Lâm ở thành phố Đăng Phong, ngôi chùa nổi tiếng với môn võ thuật, đã phải tạm thời đóng cửa. Cũng tại Đăng Phong, một nhà máy hợp kim nhôm đã phát nổ ngày 25 tháng 9 khi nước từ một con sông tràn vào nhà máy. Ít nhất 31 hồ chứa vừa và lớn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã vượt mức cảnh báo. Khoảng 3.535 trạm thời tiết ở Hà Nam đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 1.614 trạm vượt 100mm và 151 trạm trên 250mm. Trạm cao nhất ở Lỗ Sơn với lượng mưa 498mm. Đây là trận mưa lớn nhất tôi từng chứng kiến kể từ khi sinh ra. Và nó khiến nhiều địa điểm quen thuộc bị ngập, một cư dân mạng ở thành phố Củ Nghĩa viết trên trang mạng xã hội. Tại miền Nam Trung Quốc đang phải hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, hiện có khoảng 148 con sông đang ở mức báo động. Người dân 11 tỉnh đang phải chịu đựng mất mát to lớn về người và của. Nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc lại phớt lờ không đưa tin. Mưa lũ không ngừng gây thiệt hại cho 2,62 triệu người dân, 230.000 người bị buộc phải sơ tán khẩn cấp. Trong đó có các tỉnh khu là Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam. Thành phố ngập nước, nhà cửa đổ sụp, đường xá sụt lún, đồi núi sạt lở, mùa màng mất trắng. Đến nay, tình hình thiên tai vẫn không ngừng lan rộng. Người dân giấu tên ở quận Dương Sóc, Quảng Tây cho biết hầu hết tầng của một nhà dân, cửa hàng đều bị ngập hết cả. Thiệt hại quá to lớn rồi. Ví như xe cộ, đồ điện đều bị ngâm trong nước hết cả, người dân giấu tên ở Quế Lâm, Quảng Tây nói. Giờ trước mắt hẳn là không có chính sách hỗ trợ nào cả. Từ những bức ảnh đang trên mạng có thể thấy được tình trạng nghiêm trọng như thế nào, nhất là thiệt hại về kinh tế, thiệt hại nhiều lắm. Một người dân sống ở Quế Lâm nói với các phóng viên rằng nước ở chỗ anh sống đã rút, nhưng với lượng lớn đất đá, bùn cát như vậy, sau khi làm sạch, thiệt hại kinh tế không phải là nhỏ. Được biết, huyện Dương Sóc, tỉnh Quảng Tây là nơi hứng chịu thảm họa nặng nề nhất trong trận lũ lần này. Trần Hồng, bà chủ nhà trọ tư nhân ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây cho hay, năm nay lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng bởi mưa bão kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Mưa lớn, mưa nhiều, mưa xối xả, nước từ trên núi đổ xuống, đây không phải là vấn đề của một nhà mà rất nhiều nơi của cả huyện bị nước lũ quét qua, cả huyện đều bị ngập hết cả. Bà Trần cho biết thêm có rất nhiều ngôi nhà gần như bị ngập đến tầng 2. Chỗ tôi không bị ngập, nhưng khu phía trước chỗ tôi bị ngập. Giờ họ đang dọn dẹp làm vệ sinh, công nhân đang khắc phục sự cố mất điện, mất nước nhưng vẫn chưa xử lý được. Mưa to suốt mấy ngày liền. Mưa như chút nước vậy. Xả lũ, đó là sau này mới xả lũ. Hồ chứa nước xả lũ có thể là nước trên sông Ly Giang, nước lũ chảy ngược đến đây, con sông này khá hẹp, địa thế hơi thấp. Phàm là những nơi địa thế thấp đều bị ngập hết cả, mưa lớn liên tục khiến mực nước tăng vọt, hồ chứa các cấp đều xả lũ khẩn cấp, khiến mực nước của hạ lưu sông Ly Giang dâng cao đột ngột. Huyện Dương Sóc nằm bên bờ sông Ly Giang phải đứng mũi chịu sào, rất mau đã bị ngập trong nước. Bà Trần Hồng nói, hơn 6 giờ chiều ngày 24 tháng 9, hồ chứa nước phía bên tôi vẫn đang xả lũ, gần chỗ chúng tôi có một hồ chứa đã bị vỡ.
hồ chứa này cũng khá nhỏ, nó ở huyện Dương Châu. Nhiều cư dân mạng khác nhắc nhở người dân gần đó phải chú ý, đặc biệt là những con đập nhỏ được xây dựng trong 20 năm qua. Rất nhiều các công trình đều là bã đậu phụ, thời gian dài rất là nguy hiểm. Từ những video được cư dân mạng đăng tải, chúng ta có thể nhìn thấy lượng lớn người dân sống gần đập chứa nước Quế Lâm ở Quảng Tây đã bắt đầu sơ tán, họ lo lắng con đập có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Lũ lụt miền Nam Trung Quốc nghiêm trọng là thế. Rất nhiều cư dân mạng không khỏi thắc mắc tại sao truyền thông nhà nước nhất loạt đều không thấy đưa tin. Trên Weibo hầu như không thấy có bản tin nào về điều này. Thành phố bị ngập, đường xá sụt lún, đồi núi bị sạt lở. Những tin tức được đăng trên WeChat, TikTok chỉ thấy khoe khoang thành tích ưu việt của kinh tế vỉa hè được chính quyền cổ suý trong thời gian qua. Nào là một gian hàng có thể kiếm được 5.000 nhân dân tệ trong một ngày, vẽ ra khung cảnh tươi đẹp tẩy não người dân ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực trước mắt thì có bao nhiêu người dân vùng lũ giờ đây đã trở thành người vô gia cư, không có nhà để về. Có không biết bao nhiêu người già và trẻ em bị nước cuốn trôi. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình nhẹ nhàng hóa lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Cư dân mạng cho biết trong số 50 bản tin hàng đầu được đăng tải trên Weibo, chỉ thấy có một bản tin đề cập đến lũ lụt ở miền Nam. Hơn nữa, đưa tin một cách rất hời hợt, trong khi lại có đến 7 bài hot đưa tin về vấn đề bạo loạn ở Mỹ. Có người đã đăng tải dòng cảm xúc rằng, trên điện thoại di động của tôi, trên mục tin tức của các phương tiện truyền thông nhà nước, các trang web có rất ít tin tức về bão lũ ở miền Nam. Nhìn vào thì thấy như trận lũ đã quét qua nhiều tỉnh và thành phố ở Việt Nam, gây ngập trên diện rộng. Làm vô số thôn trấn và đường phố bị chìm trong nước, khiến đường xá sụt lún, giao thông gián đoạn. Như thể chúng chưa bao giờ xảy ra vậy. Có cư dân mạng không khỏi bức xúc cho hay, sống chết của đồng bào họ không chút quan tâm, còn sống chết của người Mỹ lại khiến họ đau đớn như chết cha chết mẹ vậy. Đây có phải là ăn cây táo rào cây sung hay không? Tất nhiên là vậy, tiền họ kiếm là của người dân Trung Quốc, còn điều họ quan tâm lại là chuyện sống chết của người Mỹ. Vào ngày 20 tháng 9, phóng viên được biết từ Sở Dân Chính tỉnh Vân Nam rằng, tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, thảm họa sạt lở đất và dòng chảy mạnh vụ đã gây ra tổng cộng 7 huyện và thành phố tỉnh Vân Nam bị ảnh hưởng và chết do thiên tai 20 người, 42 người mất tích. Theo báo cáo từ Ban Cứu trợ Thiên tai thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vân Nam, gần đây Chu Siông, Côn Minh và các nơi khác ở tỉnh Vân Nam đã xảy ra mưa lớn như chút nước, đặc biệt là đợt mưa xối xả từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9. Gây ra sự khác biệt ở quận tự trị Chu Siongji và 7 quận và khu đô thị thành phố Côn Minh. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 9, thiên tai đã ảnh hưởng đến thành phố Chu Siong, huyện Songbai, thuộc tỉnh Chu Siong, huyện Đông Chuan, huyện Jijilang, huyện Funmin, khu tự trị Su Dianhui và Ji và khu tự trị Luan Kanji và Miao tại thành phố Côn Minh, 20 người thiệt mạng và 42 người mất tích do thiên tai. Đồng thời, thiên tai cũng làm 348 căn nhà của 128 hộ dân bị sập, 827 căn nhà bị hư hỏng, 4.533 ha hoa màu bị ảnh hưởng. Sau thảm họa, Bộ Nội vụ đã chú ý đến tình hình thiên tai ở Vân Nam, nhanh chóng đưa ra phản ứng 4 cấp và cử một nhóm công tác đến khu vực bị thiên tai ở Vân Nam để giúp chỉ đạo cứu trợ thiên tai. Tỉnh ủy Vân Nam và chính quyền tỉnh rất coi trọng, nhiều lãnh đạo tỉnh đã ra chỉ thị, chính quyền tỉnh nhanh chóng thành lập tổ công tác khẩn trương đến vùng bị thiên tai Chu Siong chỉ đạo cứu trợ thiên tai. Ban Nội vụ tỉnh Vân Nam ngay lập tức triển khai phản ứng cấp 2, cử một nhóm công tác và khẩn trương gửi lều, mền, quần áo và các vật dụng khác cứu trợ thiên tai đến Chu Siong. Hiện, vụ thảm án đang được tiếp tục điều tra xác minh. Trước đó, vào ngày 27 tháng 8, tại khu vực bị lở đất ở Bắc Xuyên, Tứ Xuyên, nhiều ngôi nhà ở thị trấn cũ đã bị chôn vùi dưới lòng đất do lở đất. Tính đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, đã có 16 người chết, 48 người mất tích, giao thông, điện, liên lạc, một số khu vực bị gián đoạn. Trên con đường cần thiết để vào quận Bechuan, ba ngã rẽ biến thành hai ngã rẽ và một số dòng suối nhỏ hội tụ từ trên xuống dưới để tạo thành một dòng suối nhỏ. Chảy xuống khe núi sâu từng được lấp đầy bởi bùn và đá trở thành một bãi sông lộ thiên. Theo mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 0 giờ ngày 21 tháng 9, theo giờ Bắc Kinh, một trận động đất với cường độ 5,6 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Miên Trúc, Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên, tâm chấn ở vị trí 31,4 độ Vĩ Bắc, 104,1 độ Kinh Đông. Được biết, trận động đất được cảm nhận mạnh mẽ ở trung tâm thành phố Thành Đô và kéo dài trong một thời gian dài. Sau trận động đất, cư dân mạng ở các khu vực liên quan đã để lại tin nhắn trên chinanews.com. Kể về tình hình lúc đó, một cư dân mạng Tứ Xuyên cho biết, tôi đến từ Miên Trúc, Đức Dương.
Đi vệ sinh vào giữa đêm, tôi đột ngột cảm thấy một trận động đất và tôi rất sợ hãi. Một cư dân mạng từ Tứ Xuyên cũng nói rằng nhà của anh trai tôi bị sập. Một cư dân mạng Tứ Xuyên khác nói rằng toàn bộ thành phố Manju và các thị trấn miền núi khác nhau cảm thấy rung chuyển quá mạnh vào đêm hôm đó. Mọi người tỉnh dậy từ giấc mơ, các phương tiện trong thành phố nhanh chóng lùi về khu vực phòng ban của cầu vượt số 2. Người dân vùng núi chạy ra đường. Mọi người vội vàng thực hiện cuộc gọi trong một thời gian ngắn và nhiều cuộc gọi bị chặn do quá nhiều người thực hiện cuộc gọi. Cư dân mạng này cho biết lúc đó tôi đang ở tầng 5 mà thấy kinh khủng, vừa ra khỏi bóng tối 5 đến 12 phút mới dám về nhà ngủ nhưng lại xảy ra động đất. Nhưng may mắn thay, cho đến nay vẫn chưa có thiệt hại về người và tài sản. Xin các cô chú ở Myeongju đang ở nước ngoài đừng lo lắng. Một số cư dân mạng than thở đột ngột quá, chúng tôi tỉnh khỏi giấc ngủ lao ra ban công và đã ngã xuống. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!